Quý vị và các bạn thân mến, ở Hải Phòng, phát triển kinh tế biển đảo đóng vai trò quan trọng đối với kế hoạch phát triển của thành phố. Do vậy, việc đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế cảng biển được xác định là yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên đến nay, hiệu quả vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Một trong những giải pháp cho vấn đề này chính là ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế biển. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình nắm bắt chủ trương định hướng phát triển kinh tế biển đảo của thành phố, tiếp cận một số giải pháp công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển đảo một cách tốt nhất. Trong khu vực vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ, Hải Phòng có vị trí quan trọng trong giao lưu kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước trong khu vực. Việc thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước đã đạt được một số thành tựu quan trọng. Phải khẳng định kinh tế biển đã đóng góp một phần đáng kể vào việc tăng trưởng GDP của thành phố. Tuy nhiên đến nay, kinh tế biển đảo ở Hải Phòng chưa phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế của thành phố. Trong đó, việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên biển và hải đảo cũng chưa thực sự hiệu quả. Phát triển kinh tế biển vẫn còn chưa gắn liền với bảo vệ môi trường biển đảo. Kinh tế biển và hải đảo của Hải Phòng hiện nay thì là chúng ta đã tận dụng có những cái lợi thế chúng ta đã tận dụng được và phát triển đã thay có trong cái thời gian từ năm giai đoạn từ 2011 đến bây giờ thì là đã có những cái thay đổi thực sự thiết thực đánh dấu cho thấy được cái sự phát triển trong kinh tế biển và hải đảo. Tuy nhiên thì là mặc dù chúng ta đã có rất nhiều cái lợi thế về cả điều kiện tự nhiên hay về điều kiện kinh tế xã hội, nhưng để phát huy nó hơn nữa, để phát cho thấy được rằng là nó là cái tiềm lực thực sự để phát triển kinh tế biển đảo thì chúng ta phải thực sự có được những cái chính sách về cái cách quản lý tổng hợp vùng bờ hay là các cái chính sách về quản lý các cái ngành để có được cái sự phát triển đồng bộ giữa các ngành thì chúng ta phải có được những nghiên cứu phù hợp về cái mặt địa phương hay là có được cái chính sách đúng đối với cái ngư dân hay là với các cái dân cư ở ven vùng biển đảo. Chúng ta có được cái phát huy tốt hơn các cái thế mạnh mà chúng ta đang có. Những dự án đề tài nghiên cứu, hội thảo ứng dụng chuyển giao khoa học đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rõ rệt và là luận cứ khoa học quan trọng giúp Ủy ban Nhân dân thành phố, các ngành, các địa phương xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội khu vực biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Cùng với việc xây dựng nhiệm vụ khoa học công nghệ theo định hướng phát triển của thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và các ban ngành, cơ quan chuyên môn về khoa học kỹ thuật biển, các tổ chức kinh tế xã hội, dự án phi chính phủ, dự án hợp tác quốc tế, thảo luận chọn nghiên cứu ứng dụng những vấn đề mấu chốt thúc đẩy phát triển kinh tế biển trên địa bàn các huyện đảo ở Hải Phòng. Việc mà đưa các giải pháp công nghệ tiên tiến vào cho lĩnh vực kinh tế biển đảo là một cái nhiệm vụ trọng tâm mà Sở Khoa học Công nghệ thành phố đã chú ý và quan tâm chỉ đạo. Trong vấn đề và phát triển kinh tế biển đảo thì có những cái công nghệ, các cái giải pháp liên quan tới nghiên cứu để ứng dụng cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, khai thác, chế biến, bảo quản cũng như là những lĩnh vực về phát triển cho du lịch của biển đảo mà chúng ta đang quan tâm, coi đó là một cái nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực kinh tế trọng điểm của thành phố Hải Phòng. Để phát triển kinh tế theo hướng tiến ra biển, làm giàu từ biển, trong những năm qua, Hải Phòng đã phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Nhưng do hiện tượng nuôi thủy sản tràn lan, không có quy hoạch, còn mang tính tự phát của người dân là chủ yếu, nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng. Với hàng loạt những đề tài nghiên cứu dành riêng cho ngư dân ở các vùng biển đảo của Viện Hải sản như nuôi tôm he chân trắng tại khu nuôi tôm công nghiệp Phù Long, nuôi cá song, tu hải, cua biển dưới tán rừng ngập mặn, nuôi bằng hệ thống lồng đồng công nghệ cao, sử dụng thức ăn công nghiệp trong nuôi vịnh, tránh khai thác hủy diệt nguồn thức ăn tự nhiên, nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá bống tro ở Đồ Sơn, mô hình trình diễn sản xuất cung cấp giống bào ngư tại Bạch Long Vĩ đã mở ra những hướng đi mới, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đầm nuôi. Tận dụng và mở rộng diện tích vùng nước nhạt và nước lợ, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân mà không gây ô nhiễm môi trường biển. Thay vì phải nhập hải sản từ các vùng lân cận, nhờ áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thủy hải sản, mà Hải Phòng đã trở thành địa phương đầu tiên của miền Bắc sản xuất được nhiều giống thủy sản nước mặn, nước lợ có giá trị cao.
với đảo Cát Hải, xác định là một cái vùng trọng điểm kinh tế biển của thành phố Hải Phòng và khu vực đó chính là phát triển được ngành kinh tế mũi nhọn của mình, nhưng đồng thời cũng duy trì được cái ngành kinh tế biển, đó là cái khai thác và nuôi trồng thủy sản. Mà nội dung này là trong những năm vừa qua, Cát Hải luôn luôn giữ ở cái chỉ tiêu khoảng độ 10.000 tấn trên một năm cả lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản. Và để thực hiện được cái nội dung này thì việc áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực phát triển kinh tế biển ở huyện Cát Hải trong thời gian vừa qua thì rất được chú trọng thông qua các cái dự án của chính phủ, của thành phố, của các sở ban ngành và thậm chí là của các dự án hợp tác quốc tế phi chính phủ đã nghiên cứu để mà áp dụng vào các cái mô hình quản lý ở trên địa bàn. Một trong những sản phẩm được đánh giá cao khi ứng dụng công nghệ phát triển kinh tế biển chính là máy lọc nước biển thành nước ngọt Hebo. Xuất phát từ việc các tàu đánh cá xa bờ gặp nhiều khó khăn trong nước sinh hoạt. Khi ra khơi, mỗi tàu cá chỉ chở kèm được từ 4 đến 6 mét khối nước ngọt để phục vụ sinh hoạt cho khoảng 10 thuyền viên, nên các tàu thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt. Những lúc đó, ngư dân phải rời bỏ ngư trường đi vào các đảo để tiếp nước. Việc này vừa giảm năng suất đánh bắt, vừa tốn nhiên liệu. Với máy lọc nước biển thành nước ngọt, ngư dân cảm thấy thoải mái và gắn bó với ngư trường hơn. Bởi đây là sản phẩm duy nhất phù hợp với tàu thuyền của Việt Nam, có giá thành và chất lượng tốt. Hệ thống máy lọc không dùng điện mà được vận hành bởi pulley dây đai nên thích hợp với mọi loại tàu gỗ, tàu sắt của ngư dân. Với cấu tạo đơn giản, máy lọc nước biển thành nước ngọt có nhiều loại công suất cho ngư dân lựa chọn hoặc thiết kế dây chuyền lọc nước theo công suất mà khách hàng yêu cầu. Sản phẩm của công ty Hebo ấy là do các cái kỹ sư của nước ngoài hiện tại họ đang chuyển giao lại cho Việt Nam. Thì với cái thế mạnh của Việt Nam chúng ta đó là một cái đất nước mà có cái chiều dài ven biển rất là lớn, lực lượng ngư dân rất là đông đảo. Thì cái sản phẩm của Hebo hiện nay là đang góp ích cho các cái tàu thuyền đánh bắt của chúng ta đi được xa bờ hơn. Thay vì trước đây chúng ta phải mang nước đi thì nó làm cho cái tàu thuyền của chúng ta nó nặng tải và nó không thể đi xa được. Thì khi mà một số cái tàu nó trang bị cái máy lọc nước biển này ấy, thì là nó giúp cho cái tàu nó nhẹ tải hơn và chứa được nhiều dầu hơn và nó sản xuất nước trực tiếp ở trên tàu, dẫn đến là cái tàu của Việt Nam hiện tại là khi mà lắp máy lọc nước biển Hebo là đã đi được các cái, ra đến các ngư trường của quốc tế và đánh bắt được nhiều hơn. Đấy là cái lợi điểm mà khi mà máy lọc nước biển ứng dụng trên ghe tàu. Ngoài ra thì một số cái huyện đảo, các cái đảo lớn của Việt Nam hiện tại ấy, có cái địa thế rất là đẹp, có khả năng phát triển du lịch rất là tốt, nhưng mà nó còn thiếu cái nguồn nước. Mà cái nguồn nước thì thông thường là ở những cái đảo đấy để mà dẫn nước từ bờ ra là không khả thi. Chính vì thế là cái sản phẩm của Hebo là đã lắp trên một số đảo cho cả lực lượng hải quân, cho các cái đơn vị kinh doanh du lịch biển, là giúp cho các cái đơn vị đó có thể tạo ra được một cái nguồn thu hút, cái chất lượng dịch vụ cao hơn và làm cho cái kinh tế của biển đảo nó phát triển tốt hơn trong cái thời gian vừa qua. Từ việc ứng dụng thành công những kết quả của các đề tài, dự án khoa học công nghệ đã góp phần quan trọng vào thành công trong phát triển kinh tế biển. Để tiếp tục phát huy vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế biển, rất cần sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, các doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành từ trung ương đến địa phương trong việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế biển. Hải Phòng là thành phố có tiềm năng lớn từ tài nguyên biển đảo với nhiều ngư trường lớn. Việc ứng dụng các công nghệ thiết bị tiên tiến ở cả ba lĩnh vực cơ bản của kinh tế biển là nuôi trồng, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động, giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương.